Vâng, xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con rồng tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lan Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì đó là một chậu hoa khôi Quế Phong các bác nhá. Hoa khôi Quế Phong mầm gốc 52. Các bác sưu tầm chậu này về làm chậu nái. Hai mầm gốc rất khỏe và đẹp. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 1. Năm ngoái thì những cái kỳ này nó rất là đắt các bác nhé. Và đến thời điểm này để mà có những chậu kỳ như thế này thì các bác ấy cũng sưu tầm lúc cái kỳ này nó rơi vào khoảng tầm 2 cho đến 300 triệu trên một kỳ thôi các bác nhé. Có nghĩa nuôi một năm ngoái. Đấy, nhân ra thì năm nay thì phải được có những cái chậu như thế này. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là một chậu hoa khôi Quế Phong. Chậu này hai mầm gốc các bác nhé, hai mầm gốc. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một chậu hoa khôi Quế Phong. Chậu này 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc, chậu nái siêu đẹp. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 3. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hoa khôi Quế Phong. Một dòng nằm cánh trắng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, siêu đẹp luôn, rất là sai hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một chậu nằm cánh trắng đại tướng. Nằm cánh trắng đại tướng các bác nhé. Một đặc sản của Phú Thọ. Và cái này thì em có một chậu duy nhất. Chậu này thì hai mầm gốc. Hai mầm gốc rất là khỏe và đẹp các bác nhé. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu hồng mỹ nhân. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 5. Mầm gốc 52 các bác nhé, mầm gốc 52 rất khỏe và đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng mỹ nhân. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 6. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một thử qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và thời tiết ở chỗ em thì hôm nay đang mưa, nó hơi âm u nên là nó hơi tối các bác nhé. Và nên các bác cố gắng là theo dõi giúp em. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu hồng mỹ nhân. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu hồng á hậu các bác nhé. Hồng á hậu. Cái này thì em có một chậu duy nhất chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Cái này thì nó là mầm gốc 52, rất khỏe và đẹp. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Gia Lai các bác nhé. Hồng Gia Lai, mầm gốc 52, rất khỏe và đẹp luôn. Chậu này các bác sưu tầm về là sang năm đây là các bác ngắm hoa luôn. Đấy, mẹ vừa rồi vừa ra hoa đây ạ. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay là một chậu hồng Gia Lai. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 10. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng Gia Lai. Một bông hồng rất là đẹp luôn và cũng rất là sai hoa các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu ám sơn la các bác nhé. Ám sơn la. Chậu này hai mầm gốc. Hai mầm gốc rất là đều nhau, rất là đẹp. À, một thân hoa đấy ạ, một thân hoa và một thân vẫn đang nụ rồi nhé. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày nay là một chậu ám sơn la. Chậu này thì hai mầm gốc, một mầm gốc lớn và một mầm gốc bé bên kia các bác nhé. Đấy, và đang hoa, là tất cả đều đang hoa. Cái này thì họng nó rất là tròn đấy, cánh trắng nha, rất là đẹp luôn các bác nhé. Và đặc biệt là sai hoa và rất là thơm. Đấy, một chùm bông luôn, ám sơn la. Bông này cực kỳ là đẹp. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13.
Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết các bác nhé, 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này thì là mầm gốc 52. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 13. Ngày mầm gốc 52 rất là đẹp đúng không nhá, rất là đẹp và rất là khỏe. Và cái này thì nó vẫn còn một cái thân già đấy ạ. Thân già này thì về các bác có thể là làm ki để các bác nhân giống. Một năm thì bạch tuyết nó đẻ khoảng 3 lần nên là nó rất nhanh để được một chậu nái to đẹp các bác nhá. Đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này mầm gốc 52, đang đi ngọn rất là khỏe. Chậu này thì nó vẫn còn cả thân già các bác nhá. Thân già này về các bác làm ki. Đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 14. Bạch tuyết này thì là một dòng 5 cánh trắng cao cấp các bác nhá. Năm ngoái này nó rất là đắt đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay nó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này đang nụ các bác nhá. Đây ạ, đang nụ đây. Về các bác ngắm hoa. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 16, 180.000 các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này hai mầm gốc và hai thân mẹ. Thì một thân này đây, một thân này đang ra nụ rồi các bác nhá. Ra nụ năm nay luôn. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này một mầm gốc và một thân mẹ. Mẹ đang nhú nụ các bác nhá. Về các bác ngắm hoa năm nay. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái này tất cả đều là mầm gốc 52. Siêu khỏe đẹp. Đấy, chiều hôm qua em vừa về được mấy chậu rồi các bác nhá. Có 7 chậu thôi. Đơn hàng 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay thì là 4 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. 4 chậu. Cái này về các bác ghép chậu nái rất là đẹp. 4 chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO các bác nhá. 5 cánh trắng HO. Chậu này thì hai mầm gốc. Đây ạ, hai mầm gốc siêu khỏe đẹp luôn, rất khỏe và rất đẹp. Đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 21. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay là hai chậu 5 cánh trắng HO. Hai chậu này mầm gốc này, mầm gốc quá là đẹp luôn các bác nhá. Ba mầm gốc luôn, lại cả một mầm nhỏ nữa là ba mầm gốc. Đơn hàng số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 22. Hai cái mầm gốc quá đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay là hai chậu 5 cánh trắng HO. Hai chậu 5 cánh trắng HO mầm gốc này các bác nhá. Đấy, rất là nhiều mầm gốc rất là đẹp. Đây và có một món ki này nó đang ra mầm gốc này, cái này thì về các bác xuống chậu. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 23. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng nguyên thủy các bác nhá, hai chậu. Chậu này thì một mầm gốc này, đấy, mẹ vừa rồi vừa hoa rồi các bác nhá. Mầm gốc rất đẹp. Chậu này một mầm gốc và ba ki trên thân. Đấy, về cái này là các bác ghép được hai chậu. Đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Và em xin giới thiệu tới tất cả các bác cô chú anh chị mình một cái dòng phân hữu cơ. Cái phân hữu cơ này thì bên nhà em tự sản xuất các bác nhé. Nguyên liệu chính thì là phân trâu, phân bò, phân chuồn, quế, bã cá ủ, đậu tương và các dưỡng chất organic. Và một bao phân như thế này thì sẽ là 5kg. Em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình với giá là 130.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc. Cái phân này các bác dùng để bón cho hoa lan, cho cây cảnh, cây trồng, cây bonsai, rau củ quả, cây mai vàng, cây hoa giấy, cây hoa mẫu đơn. Và công dụng của cái dòng phân này đó là kích thích sự phát triển của mầm gốc, tăng hoa đậu quả cho những bông hoa to, sai hoa, bền hoa và ra hoa quanh năm các bác nhé. Đối với lại các dòng hoa như là hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa mai, hoa hồng ấy, khi các bác sử dụng cái dòng phân này thì nó sẽ cho những cái bông hoa rất là đẹp, nó sẽ ra nó bền hoa này, cái cây nó phát triển rất là tốt các bác nhé.
Cái này các bác lấy 2 bao thì sẽ là 10 cân với giá là 250.000 đồng miễn phí ship. Các bác có nhu cầu lấy sỉ thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0349 581 888 các bác nhé. Bên nhà em nhận sỉ từ 50 cân và giá thì không quá trung gian. Và đơn hàng số 24 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.